Cô gửi lời chào thân mến và cảm ơn tất cả các con đã cùng quay trở lại khóa học Tiếng Việt lớp 2 của trang web olm.vn. Cô trò chúng mình sẽ đến với phần thứ hai của bài học Đất nước chúng mình. Trong video bài giảng phần 1, các con đã cùng đọc và tìm hiểu nội dung của bài tập đọc này. Để thấy Việt Nam là một đất nước tươi đẹp của tất cả chúng ta. Hà Nội là thủ đô của nước ta. Nước ta có truyền thống ngàn năm lịch sử anh hùng, có khí hậu ở mỗi miền rất đa dạng, có nền văn hóa đặc sắc. Đọc lại một lần nữa bài tập đọc này. Bây giờ, cô trò chúng mình sẽ cùng luyện tập theo văn bản đọc. Con đọc kỹ bài tập đọc và hãy tìm cho cô các tên riêng có trong bài đọc này nhé. Ở đây, tên riêng có thể là tên người hay tên địa lý của đất nước Việt Nam. Các con được nhắc đến 10 tên riêng trong bài tập đọc này. Trước hết, chúng ta có tên của đất nước chính là Việt Nam. Kế tiếp là tên của thủ đô Hà Nội. Sau đó, tên riêng còn được nhắc đến với những vị anh hùng trong lịch sử của dân tộc lần lượt là hai bà Trưng, bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Quang Trung và Hồ Chí Minh. Cuối cùng, chúng ta có ba tên riêng nữa nói về tên của các miền của nước ta, đó là Bắc, Trung và Nam. Đây là 10 tên riêng đã xuất hiện trong bài tập đọc đất nước chúng mình mà các con đã liệt kê được. Tiếp tục đọc kỹ thông tin từ bài tập đọc Cô có hai cột A và B như các con đã nhìn thấy ở trên màn hình. Cột A với ba thanh hàng ngang, cột B cũng tương ứng như vậy là ba thanh hàng ngang. Ở giữa cột A và cột B, chúng ta có từ là. Chúng mình có nhiệm vụ dùng từ là kết hợp với từ ngữ ở cột A và từ ngữ ở cột B để tạo câu giới thiệu kiến thức mà các con đã được học đó là Kiểu câu giới thiệu là kiểu câu ai là gì Từ đây con hãy thực hành nhiệm vụ của bài tập này nhé Lấy từ ngữ ở cột A Đặt giữa nó là từ là Kết hợp với từ ngữ ở cột B Chúng ta sẽ có được một câu giới thiệu tương ứng Và từ nội dung của bài tập đọc các con sẽ tạo được 3 câu giới thiệu đối với bài tập này. Đầu tiên, Việt Nam là đất nước tươi đẹp của chúng mình. Câu văn thứ hai, thủ đô nước mình là Hà Nội. Và câu văn cuối cùng, trang phục truyền thống của người Việt là áo dài. Các con đã thực hành rất tốt, nội dung yêu cầu của bài tập này. Bài tập này cũng đã kết thúc phần luyện tập theo văn bản đọc Đất nước chúng mình. Kế tiếp cô cho chúng mình cùng nhau thực hành viết. Các con đã được giới thiệu cách viết hoa kiểu 2 của chữ A, chữ M, chữ N, chữ Q. Kế tiếp, cô giới thiệu cho chúng mình cách viết hoa kiểu 2 của chữ V. Các con cùng theo dõi trên màn hình nhé! Chúng mình lưu ý có hai cách viết hoa chữ vờ. Đây là cách viết hoa chữ vờ kiểu 1. Và đây là cách viết hoa chữ vờ kiểu 2. Đối với các bài tập mà chúng mình được giao nhiệm vụ, các con sẽ đọc kỹ yêu cầu để xem chúng ta nên viết hoa chữ vờ kiểu 1 hay kiểu 2. Và nếu như các con được tự do lựa chọn, con có thể chọn cách viết hoa chữ vờ mà con thấy phù hợp và dễ dàng hơn với chính bản thân mình. Vận dụng cách viết hoa chữ V kiểu 2 và chúng ta cũng đã được học cách viết hoa chữ N kiểu 2. Chúng mình sẽ có một câu văn để vận dụng đó là Việt Nam có nhiều danh lam thắng cảnh. Đối với câu văn này, các con cố gắng viết hoa chữ V và chữ N theo kiểu 2. Viết đúng chính tả từ danh lam thắng cảnh và cuối câu văn các con sẽ đặt dấu chấm. Để thực hành, viết vào vở đạt kết quả tốt nhất, hãy cùng tương tác với OLM trong câu hỏi sau đây nhé. Cô cảm ơn các con đã tương tác rất tích cực. Kế tiếp, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau thực hành kỹ năng nói và nghe. Nói đến đất nước chúng mình, không chỉ có những đặc điểm về tên nước, về thủ đô, về lá cờ quốc kỳ, về những đặc điểm khí hậu của từng mùa hay trang phục truyền thống ngoài hai bà trưng bà triệu trần quốc tuấn quang trung hồ chí minh chúng ta còn biết đến một người anh hùng cũng làm dạng danh lịch sử của dân tộc và được xuất hiện trong truyền thuyết chúng mình có thể đã rất quen thuộc với truyền thuyết thánh gióng qua những lời kể của bà của mẹ và bài thực hành nói và nghe trong bài học này Cô trò chúng mình sẽ cùng nghe và kể lại một lần nữa câu chuyện Thánh Gióng Theo tác giả Lê Trí Viễn Trên màn hình, các con đang cùng được theo dõi bốn hình ảnh minh họa cho câu chuyện Thánh Gióng Với bốn hình ảnh này, chúng mình có những câu hỏi gợi ý để thấy được nội dung của từng hình ảnh Trước khi nghe kể chuyện Các con có thể dự đoán được các nhân vật xuất hiện trong mỗi bức ảnh ở hình ảnh thứ nhất có mẹ gióng và gióng gióng nằm trên giường và mẹ gióng xúc cho cậu bé ấy ăn đến hình ảnh thứ hai chúng ta lại thấy có ba nhân vật và với câu hỏi gợi ý là gióng đã nói gì với sứ giả trong hình ảnh này không chỉ có gióng mẹ gióng mà còn có sứ giả do nhà vua phái tới gióng đã nói điều gì với sứ giả chúng mình sẽ cùng nghe câu chuyện để biết được nội dung đến bức tranh thứ ba có nhân vật gióng đứng bên cạnh ngựa sắt so với tranh số một và tranh số hai gióng đã trở nên rất cao lớn hơn nhiều bức tranh cuối cùng cũng có một nhân vật chính là gióng gióng cưỡi ngựa bay về trời trong truyền thuyết của nước ta nhân vật đặc biệt đó là thánh gióng thánh gióng là người đã giúp nhân dân ta đánh đuổi giặc ân cứu nước bây giờ các con hãy cùng nghe câu chuyện về thánh gióng để biết thêm về nhân vật lịch sử này câu chuyện còn có tên gọi khác là phù đồng thiên vương các con cùng lắng nghe cô kể câu chuyện này một lượt nhé thánh gióng thời hùng vương có một người đàn bà nhiều tuổi nhưng sống một mình một buổi sáng bà đi thăm nương. Bỗng nhìn thấy một vết chân lạ. Bà đưa bàn chân vào, ướm thử. Từ đó, bà mang thai và sinh ra được một đứa con trai bụ bẫm, đặt tên là Gióng. Gióng lên ba tuổi mà vẫn không biết nói, biết cười, không biết xúc ăn. Ngày ấy, giặc ân vào cướp nước ta. Quân đội vua hùng nhiều phen xuất trận nhưng đánh không nổi vua lấy làm lo lắng vội phái sứ giả đi tìm người cứu nước một hôm sứ giả đi đến làng của chú bé gióng nghe tiếng loa dao gióng nhìn mẹ và bỗng nói mẹ cho gọi sứ giả vào đây cho con khi sứ giả của nhà vua bước vào nhà gióng nói về bảo với vua rèn cho ta một con ngựa sắt một thanh gươm sắt một áo giáp sắt và một nón sắt. Ta sẽ đánh đuổi giặc giữ cho. Sứ giả lập tức về vật tâu vua. Vua mừng rỡ, ra lệnh cho thợ rèn ngựa, gươm, áo giáp và nón như lời của gióng. Khi nhận được tin, quần sĩ khiêng ngựa sắt đến làng. Gióng nói với mẹ. Mẹ hãy cho con ăn thật nhiều, mẹ và dân làng vội thổi cơm cho gióng ăn bỗng chốc gióng đã thành một chàng thanh niên khỏe mạnh gióng bước ra khỏi nhà vươn vai một cái người bỗng cao to sừng sững hét lên ta là tướng nhà trời thế rồi gióng mặc giáp sắt từ biệt mẹ và dân làng nhảy lên lưng ngựa chỉ trong chớp mắt ngựa đã xông đến đồn giặc. Chưa đầy một buổi, gióng đã diệt xong quân giặc. Diệt giặc xong, gióng cưỡi ngựa đến chân núi Sóc Sơn, rồi cả người lẫn ngựa bay thẳng lên trời. Theo Lê Trí Viễn Các con lưu ý nhé! Với câu chuyện truyền thiết thánh gióng, có rất nhiều bản kể của các tác giả khác nhau và bản kể mà cô vừa kể cho chúng mình nghe là của tác giả lê trí viễn đối với câu chuyện này các con sẽ thực hành kể lại từng đoạn của câu chuyện theo tranh và để có thể kể lại được từng đoạn của câu chuyện theo tranh chúng mình sẽ phải xác định một lần nữa nội dung của từng bức tranh là gì thông qua việc trả lời các câu hỏi gợi ý bên dưới mỗi bức tranh theo dõi bức tranh thứ nhất và đã được nghe cô kể chuyện, con thấy cậu bé gióng có gì đặc biệt. Chúng ta thấy hình ảnh cậu bé gióng đang nằm trên giường và được mẹ bón cho ăn. Ở đây, chúng ta thấy điều khác biệt của cậu bé gióng so với những đứa trẻ khác đó là gióng lên 3 tuổi mà không biết nói, biết cười, không biết tự xúc ăn. Thế nhưng khi giặc Ân xâm lược, nghe thấy tiếng loa dao của sứ giả mà nhà vua đã phái đi tìm người cứu nước. Gióng đã nói với mẹ, mẹ mời sứ giả vào cho con. Khi sứ giả của nhà vua vào nhà của gióng, gióng đã nói với sứ giả, về tâu với vua, rèn cho ta một con ngựa sắt, một thanh gươm sắt, một áo giáp sắt và một nón sắt. Ta sẽ đánh đuổi giặc giữ cho nghe thấy lời của gióng sứ giả tức tốc về nói với nhà vua và nhà vua giao cho thợ rèn làm những đồ vật mà gióng yêu cầu sau khi yêu cầu sứ giả chuẩn bị cho mình những đồ vật như thế gióng bảo với mẹ hãy cho con ăn thật nhiều mẹ và dân làng cùng góp sức thổi cơm nuôi gióng ăn con thấy gióng đã thay đổi như thế nào đúng rồi từ hình ảnh minh họa ở bức tranh số 3 chúng ta thấy gióng lớn nhanh như thổi, người cao to sừng sững. Có được mũ sắt, ngựa sắt, dòi sắt, áo giáp sắt. Gióng tiến đến đồn giặc và chưa đầy một buổi, gióng đã giết xong quân giặc. Sau khi đánh đuổi giặc ân, gióng đã làm gì? Chúng ta thấy hình ảnh minh họa vẽ. Sau khi đánh đuổi giặc ân, gióng đã cưỡi ngựa bay về trời đây là nội dung của bốn bức tranh và dựa vào nội dung này chúng ta có thể kể lại từng đoạn của câu chuyện theo tranh các con lưu ý chúng ta sẽ không phải kể giống hệt bản kể của lê trí viễn ở đây chúng mình được quyền sáng tạo thêm và chỉ cần nhớ lại đúng tất cả những sự kiện đã được tái hiện trong những bức tranh này mà chúng ta đã trả lời ở bên dưới mỗi bức tranh. Chúng mình có thể kể. Cách đây đã lâu lắm rồi, từ thời hùng vương, có một người đàn bà lớn tuổi mà không có con cái, sống một mình. Một hôm, khi bà đi làm nương thì chợ thấy có một vết chân lạ. Vì hiếu kỳ nên bà đã ướm thử vào vết chân lạ đó. Chẳng bao lâu thì bà thụ thai và sinh được một cậu bé, đặt tên là Gióng. Gióng lên 3 tuổi mà vẫn không biết nói, biết cười, không biết tự xúc ăn, cứ đặt đầu là nằm đấy. Năm ấy, giặc Ân sang cướp nước ta. Quân đội vua Hùng đã nhiều phen xuất trận nhưng không thể đánh đuổi được quân giặc. Trước tình hình ấy, vua phải sai sứ giả đi tìm người tài cứu nước. Một hôm, sứ giả đi đến làng của chú bé Gióng nghe thấy tiếng loa dao của sứ giả. Gióng đã ngồi dậy rồi cất tiếng nói với mẹ rằng Mẹ ra gọi sứ giả vào đây cho con Bà mẹ rất ngạc nhiên khi nghe thấy cậu con trai cất tiếng nói sau 3 năm không biết nói, biết cười Nhưng thấy con quả quyết như vậy, bà mẹ cũng chiều theo ý con đi gọi sứ giả vào Khi sứ giả bước vào, gióng liền dõng dạc nói rằng Ông về bảo với nhà vua, rèn cho ta một con ngựa sắt, một thanh gươm sắt một áo giáp sắt và một nón sắt. Ta sẽ đánh đuổi giặc giữ cho. Sứ giả lập tức về tâu vua. Vua cho thợ rèn, ngày đêm làm ngựa, gươm, áo giáp và nói bằng sắt như lời gióng nói. Kể từ khi nói chuyện với sứ giả, gióng ăn nhiều, mẹ nấu thế nào cũng không đủ ăn. Nhà hết gạo, bà con trong xóm làng cùng thổi cơm nuôi gióng ăn. Khi quân sĩ khiêng ngựa sắt đến làng, Gióng liền vươn vai, biến thành một chàng trai cao to sừng sững, sức khỏe phi thường. Gióng bước ra khỏi nhà rồi hết. Ta là tướng nhà trời. Thế rồi, Gióng mặc áo giáp sắt, từ biệt mẹ và nhảy lên ngựa. Chỉ trong chớp mắt, ngựa đã xông đến đồn giặc. Chưa đầy một buổi, Gióng đã diệt xong quân giặc. Sau khi đánh đuổi được quân giặc, Gióng cưỡi ngựa đến chân núi sóc sơn rồi cả người lẫn ngựa bay thẳng lên trời đó là một phần hướng dẫn cô kể cho các bạn nghe từng đoạn của câu chuyện theo tranh mà ở đây chúng ta ghi nhớ lại được các nội dung theo bản kể của lê trí viễn còn lời kể và những sự việc xung quanh thì chúng ta có thể dựa vào trí tưởng tượng của chính mình để kể theo cách hiểu của các con Cô hy vọng rằng với những gợi ý này, các con sẽ kể lại từng đoạn của câu chuyện Thánh Gióng theo tranh thật xuất sắc nhé. Câu chuyện này cũng là nội dung mà chúng ta được nhắc đến trong phần vận dụng. Một lần nữa, các con sẽ nhìn lại những hình ảnh minh họa và các câu hỏi gợi ý của câu chuyện Thánh Gióng. Nhiệm vụ của chúng mình là nói với người thân điều em thấy thú vị nhất trong câu chuyện Thánh Gióng chúng mình sẽ dựa vào những hình ảnh và các câu hỏi gợi ý để nhớ lại một số chi tiết và sự việc chính trong câu chuyện sau đó con sẽ chọn sự việc hoặc chi tiết mà mình thấy thích nhất để nói về người thân con có thể trao đổi về một số chi tiết hoặc sự việc mà mình cảm thấy chưa rõ hoặc là còn thắc mắc hay là con muốn tìm ý nghĩa của chi tiết đó ví dụ con có thể kể với người thân điều con cảm thấy thú vị nhất như sau Điều con cảm thấy thú vị nhất trong câu chuyện Thánh Gióng là sau khi đánh đuổi quân giặc xong, Gióng không hề quay lại nhận thưởng mà cưỡi ngựa đến chân núi Sắp Sơn rồi cả người lẫn ngựa bay về trời. Điều này cho thấy Gióng là người không tham công danh bổng lộc, còn thấy hình tượng Gióng càng thêm phần vĩ đại. Tương tự như vậy, chúng mình có thể nói với những người thân về điều mà con cảm thấy thú vị nhất trong câu chuyện Thánh Gióng như thế là trong bài học đất nước chúng mình chúng mình không chỉ biết đến những thông tin thú vị về đất nước việt nam thân yêu của chúng ta chúng mình còn được đọc và kể lại một câu chuyện về một nhân vật anh hùng lịch sử có trong lịch sử việt nam giúp nhân dân ta đánh đuổi giặc ân và được phong là một trong tứ bất tử của dân tộc việt nam anh hùng thánh gióng nội dung của bài học đến đây là kết thúc Cô chân thành cảm ơn các con đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại tất cả các con trong các bài giảng tiếp theo trên trang web olm.vn nhé.